Theo tin của CNN, một cơn nắng nóng nguy hiểm đang bao trùm California cũng như nhiều nơi ở vùng Tây Nam nước Mỹ hôm nay và có thể kéo dài suốt cuối tuần này, gây tác hại sức khỏe cho hàng triệu người và làm cho các đám cháy rừng có nguy cơ lan rộng hơn. Hơn 25 triệu người đang trong tình trạng báo động do nắng nóng cực độ, kể cả các thành phố ở Los Angeles, San Diego, Las Vegas và khu vực Phoenix ở Arizona. Nắng nóng ở Los Angeles lên tới 105 độ F và 100 độ F vào ngày thứ Bảy. Sở khí tượng quốc gia kêu gọi dân chúng không nên ở ngoài trời quá lâu, uống nhiều nước và nhất là không để trẻ nhỏ hoặc thú vật trong xe.